Xin chào cả nhà, quay trở lại với kênh của Chiếc Chè Bông nha. Cả nhà ơi, đây là một cái hoa to đùng luôn cả nhà. Phải nói là rất là to luôn nè. Ồ, bằng 4 ngón tay em, một cái hoa rất là đẹp. Phôm hoa cực kỳ đẹp luôn cả nhà. Và cái mùi thơm của nó cũng rất là thơm luôn. Thì cả nhà biết đây là hoa gì không ạ? À? Đây chính là giảo tự sắn nha. Cả nhà nhìn cái rau của nó nè. Đó, cái rau của nó dài lòng hồng xuống, nó nở bông chùm không nha cả nhà. Nó và hoa của nó rất là to nha. Một cái hương thơm ngào ngạt luôn cả nhà. Đó, đây là tự sắn của vườn em đây ha. Cây này là cây bự, chuẩn bị đây, chuẩn bị cắt bông đôn đồ lại cả nhà. Cho nên là em quay hoa cho cả nhà mình cùng xem mặt hoa ha. Đây, nó là hoa rất là to và bông chùm 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 không. Nó như cái sợi dây vậy cả nhà. Đó, nó như cái sợi dây vậy. Tại vì nó cứ lần theo như vậy là nó có bông hết luôn á cả nhà. Nè, cả nhà nhìn thấy ha. Y như dây bông nè ha. Đó chính là giả tự sáng nha cả nhà nhìn nè. Nè, cái sợi dây của nó lồng thòng lỏng thỏng nè ha. Rồi đó là giả tự sáng nha. Thì bên em cũng có nhân giống một số cái mây giống mây giả tự sáng cả nhà. Ai thích thì hãy theo bước chân em để xem cây nha. Và đây cả nhà, xin mời chúng ta hãy cùng xem cây giống nha. Đó, đây là cây giống mai giảo tự sắn bên vườn mai nhà em nha cả nhà. Đó, cây nó như thế này nha. Đây em sẽ tỉa những hàng như thế này để giao cho khách đây ạ. À. Thì cái này về chúng ta cũng lại bớt lá nha cả nhà. Lại mới bớt mấy lá già để cho nó chuẩn bị bung đọt mới nhiều lắm luôn. Đó, cây như thế này giá là 100 ngàn một cây nha cả nhà. 3 cây em bao ship và 10 cây bên em sẽ tặng một nha. Số lượng em cũng nhiều nhiều á. Đây cả nhà nhìn nè. Nó quắn như thế này ha, về chúng ta cũng có thể lấy được một ít bo cả nhà. Thì may quắn mà cả nhà đừng hỏi em chiều cao nha, bởi vì nó cứ lặn xoạn như thế này nó không có chiều cao đâu cả nhà. Nó thì về chắc cũng lấy được một ít bo ha. Đó, cây như thế này nè. Nó ha, nó cứ lặn quặn như thế này cả nhà. Và đặc biệt loại này rất là dễ xử lý hoa nha. Hồi Tết á là mấy cây chít vậy chứ nó hoa nó nụ nhóc luôn á cả nhà. Nụ cái nó nở hoa rất là đẹp luôn ha. Đó, cây như thế này nha. Giá là 100 ngàn một cây. Nếu chúng ta lấy 3 cây em bao ship và 10 cây thì bên em sẽ tặng một nha cả nhà. Đó chính là mai giảo tự sắn ha. Rồi tiếp tục hàng bên đây. Hàng bên đây chính là hàng cúc tỉ muội hay còn gọi là cúc chờ nhau đây cả nhà. Hoa của nó rất là to nha. Thì mấy cái này lúc rài hoa nó cũng dạng hoa gió nở từ lưa hết rồi cả nhà. Cho nên là chuẩn bị và em cũng cho người cắt lãi bỏ hết ha. Chứ không để như vậy là si cây nha. Đó, đây là cúc tỉ muội hay còn gọi là cúc chờ nhau. Cây nó không cao, tuy nhiên là loại này cây phát triển rất là mạnh. Cả nhà nhìn thấy nè, một số cây nó nhỏ nhưng mà nó có nhánh luôn ha. Như thế này nha, giá là 100 ngàn một cây cả nhà. 3 cây em bao ship và 10 cây thì bên em sẽ tặng một luôn ha. Đó chính là cúc tỉ muội nha. Và thêm một cái loại nữa đó chính là cúc hoàng đế hay còn gọi là cúc nhị đỏ, cúc lá gai là nó nè. Loại này hoa của nó là hoa to cực đỉnh luôn cả nhà. Đó, cây thì cắt khoảng 20 xăng á. Đó, cây vậy ha, là giá là 100 ngàn một cây. Về chúng ta cũng có thể lấy bo được luôn rồi nha. 100 ngàn một cây, nếu chúng ta lấy 3 cây em bao ship và 10 cây thì bên em cũng sẽ tặng một luôn ha. Đó chính là cúc nhị đỏ hay còn gọi cúc lá gai ha, là nó cả nhà. Hoàng đế cũng là nó luôn. Cho nên là chúng ta lưu ý ha, nó có một tên mà nó có một giống mà nó rất là nhiều tên, cho nên mình để ý để không mua phải trùng giống nha cả nhà. Đó thì ai thích loại nào thì cứ alo bên vườn mai của Chiếc Chè Bông nha.